Visa đầu tư L1, thành lập công ty tại Mỹ. Một trong những điều kiện để xin được visa đầu tư L1 là quý vị phải có công ty tại Mỹ để đưa nhà điều hành qua làm việc. Thủ tục thành lập công ty tại Mỹ rất đơn giản, không cần có vốn điều lệ, không cần chứng minh tài sản, chỉ cần chọn tên công ty không trùng với công ty khác và sau đó nộp đơn lên bộ ngoại giao của tiểu bang, thông báo loại công ty mà quý vị muốn thành lập có 4 dạng công ty cơ bản quý vị có thể thành lập để xin visa đầu tư L1. 1. Công ty cổ phần Corporation Cần phải ghi danh thành lập công ty Lợi điểm Bảo vệ cho những cổ đông khỏi trách nhiệm cá nhân Ví dụ trong trường hợp công ty phá sản thì tài sản cá nhân của cổ đông sẽ không bị ảnh hưởng Khuyết điểm Đóng thuế 2 lần Thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân cho mỗi cổ đông 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company) cần phải ghi danh thành lập công ty, lợi điểm bảo vệ cho tài sản cá nhân, ví dụ trong trường hợp công ty phá sản thì tài sản cá nhân sẽ không bị ảnh hưởng. Thủ tục và việc đóng thuế rất đơn giản, lợi nhuận của công ty sẽ được đưa vào thu nhập cá nhân để đóng thuế hàng năm. Đối với hai dạng công ty nêu trên, mỗi năm cần đóng khoảng 800 đô tiền thuế để công ty được hoạt động. Ở bang California, mức phí này có thể khác tùy theo tiểu bang. 3. Ba, công ty dạng hợp tác (partnership) không cần ghi danh thành lập công ty. Lợi điểm: thủ tục đơn giản, chỉ cần có hợp đồng được ký kết giữa các thành viên và ghi danh tên với chính quyền địa phương cấp quận (county). Khuyết điểm: các thành viên phải chịu trách nhiệm cá nhân về tất cả các vấn đề của công ty. 4. Hộ kinh doanh cá thể sole proprietorship. Lợi điểm, đơn giản, không cần ghi danh thành lập công ty, mà chỉ cần ghi danh tên với chính quyền địa phương cấp quận, Corny. Khuyết điểm, không được bảo vệ trách nhiệm cá nhân, nếu bị kiện tụng sẽ ảnh hưởng đến tài sản cá nhân. Kết luận, dù chọn thành lập công ty theo dạng nào, thì quý vị cũng đều có thể xin visa đầu tư L1. Tuy nhiên, tùy theo ngành nghề kinh doanh, trách nhiệm pháp lý và tài sản của quý vị, mà quý vị có thể chọn dạng công ty cho phù hợp với mình. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi Văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869 Văn phòng San Jose 408-998-5555 Văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118 First Consulting Group, nhịp cầu hạnh phúc, kết nối tinh thần